Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Diết Nghiệm. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nhằm củng cố các tuyến phòng thủ, các căn cứ quân sự đóng rải rác xung quanh thành phố Đà Nẵng để mở một chiến dịch tấn công mới, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 đã tổ chức chuyến thị sát bằng máy bay. Từ trên không, tướng Lãm đưa mắt nhìn bao quát xuống khu 5 và không hết lời khen ngợi, vẻ đẹp hùng dĩ của đất nước Việt Nam. Bằng cách truyền tin, mỗi khi đến một địa điểm có đơn vị lính ngụy đóng quân, trực thăng sẽ dừng lại treo lơ lửng giữa trời cho các chỉ huy thực địa và tự ghi nhận những điều cần thiết cho việc triển khai chiến dịch mang lại kết quả tốt nhất. Đại tá Toàn, người trực tiếp quản lý các căn cứ thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 2 Bộ Binh đã trả lời rất rõ chải các nghi vấn mà tư lệnh lãm đặt ra. Cũng từ ý kiến của Toàn mà tướng lãm hiểu được vì sao đã bao lần mở ra những cuộc hành quân lớn nhỏ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà vẫn không thể tiêu diệt được đội quân giải phóng. Núi đồi hiểm trở, sông sâu chia cắt, đó là nguyên nhân chính khiến họ thất bại. Đại quý Hiền, một cấp dưới, vừa là cánh tay phải, vừa là người phát ngôn chính thức của tướng lãm, cũng góp và ý kiến cho chiến dịch mới. Tuy nhỏ tuổi, cấp hàm thấp hơn những người có mặt trong chuyến bay, song có lẽ vì là tùy duyên của lãm nên hiền an nói có phần bổ bả nhưng không bị tướng lãm bắt lỗi. Liệu đề nghị hạ cánh xuống căn cứ ở đồi Hòn Ngang do đại quý đạo chỉ huy của đại quý hiền có được chấp thuận không? Để có đáp án cho câu hỏi vừa nêu, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2 tiểu thuyết đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Diết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Lãm lại qua sang hỏi đại tá Hinh đứng bên cạnh. Đại tá nhận định thông tin trên của đại quý đạo có hay không? Thưa Trung tướng Tôi cũng cho là có cơ sở Địch quân chuẩn bị đến lớn Lãm hỏi tiếp hình Đại tá hình đáp Hiện giờ thì chưa Nhưng những hoạt động lẻ tẻ và thường xuyên Vẫn có thể xảy ra Làm cho quân ta phải căng lực lượng Để đối phó với chúng ạ à. Vì sao lại chưa Vì địch quân hiện đang rất khốn khổ Về hậu cần Sống như con vật Phải tìm củ rừng Rau dại để ăn làm gì có sức để đến tiếp à, thưa Trung tướng? Tôi đồng ý với nhận định của đại tá. Địch quân đang gặp khó khăn lớn trên toàn chiến trường sau một thân. Do chúng ta phản động mạnh, bây giờ là lúc chúng ta có thời cơ tiêu diệt chúng. Hoàng Xuân Lãm tiến sát đến tấm bản đồ, dơ bàn tay cầm ngón trỏ xuống, cảm giác như Lãm đóng một chiếc đanh. Rồi Lãm chuyển từ điểm này sang điểm khác cuối cùng ngón tay dừng lại ở khu vực cao nguyên tà ôi tây giang nam giang hiên vàng ngón tay lãm lại xoáy một dòng như mũi khoang cắm vào núi đá hai hầm răng lãm nghiến chặt ta sẽ tập trung lực lượng chủ yếu đánh mạnh ở hậu cứ của địch chẳng đứt đường tiếp tế chi diện từ trung lào và bắc việt dù lãnh thổ của chúng ta Khóa chặt các cửa khẩu xuống đồng bằng không cho chúng có cơm ăn áo mặc Chúng phải chết và cắn xé lẫn nhau như đàn thú. Tôi nói vậy với đại tá Huynh và đại quý toàn nhớ nha. Không được trùng tay trước Cộng sản. Chiến tranh không được phép nói tới bàn tay sạch, chỉ có bàn tay bẩn. Càng không được nói đến đạo lý chi trội. Anh không giết hắn, hắn sẽ giết anh. Anh sợ lần này chúng bắn anh bằng súng trường. Thì lần sau chúng sẽ bắn anh bằng ca nông tên lửa phải đề phòng chúng mở những trục đường lớn đi xuống hướng đông. Theo dõi chặt, báo cáo kịp thời, tiêu diệt chúng từ lúc còn trong trứng. Lãm thường hay xuất thần những thuật ngữ quân sự đến độ tinh tế và đôi khi hài hước ngay cả trước một vấn đề có tính nghiêm túc, máu lửa khi nói về kẻ thù cộng sản. Hình hiểu tất cả nội dung cuộc họp ngắn gọn sáng nay ở đại bản doanh quân đoàn còn bỏ ngỏ giờ đã được lãm định đoạt ở đây rồi bốc chết cộng quân ngay cả cướp chúng ị ra cũng không có cái để ăn hình như một lúc nào đó Hinh đã nghe lãm nói những từ này mục tiêu của những cuộc hành quân sắp tới là tiêu diệt và ngăn chặn từ xa những con đường tiếp tế của cộng quân trên chiến trường lãm kết thúc phát biểu của mình nhưng lại hướng mắt nhìn sang đại ta toàn tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh sư đoàn mà lãm đặt nhiều niềm tin tuyệt đối cho nhiệm vụ hành quân sắp tới có tiếng xe chạy vào sân mọi người nhìn ra thấy hai binh sĩ bận quân phục rằng ri nhảy phóc từ trên xe xuống rồi hò hét mấy người lính khác chạy đến bên xe khinh chừng ba bốn chục bao tải cát căn phòng loại bao bố lính mỹ thường dùng để làm công sự ném xuống giữa sân đại quý đâu bay? tiếng một người lính hỏi người khác trả lời đại quý đang làm việc phải gạo không bọn công quân không như quý phải rình cả tháng nay mới tóm được chúng vậy mà không bắt được tên công quân nào à chúng lũ như con rắn không đủ kịp hoàng xuân lãm đã nghe và nhìn thấy hết câu chuyện của những người lính vừa đối thoại ngoài kia địch quân giấu gạo bằng cách chi mà khó vậy Lãm hỏi. Dạ, đó là gạo của cộng quân. Chúng giấu để tiếp tế cho những người trên rừng xuống nhận à. Để quý nói rõ coi. Lãm hỏi tiếp. Cộng quân có cơ sở thu gom gạo, muối và các loại hàng hóa khác như bột ngọt, xà bông, kem đánh răng, thuốc chữa bệnh, giải mai quần áo. Để giữ được bí mật, chúng hủy trang bằng nhiều hình thức tinh vi lắm. Thưa Trung tướng, gạo thu mua về chúng bỏ trong ghè làm bằng đất nung hoặc xi măng ghè có nhiều cỡ cái lớn đựng được từ 15 đến 20 an gạo cái nhỏ cũng 7 đến 8 an trọng lượng mỗi an bằng 7 kg gạo hay hàng để trong nhà như của riêng của họ khi có lệnh là bọn cơ sở đi thu gom về một chỗ rồi chuyển đi còn cách khác những nơi như dùng đông đường 1 có nhiều cát trắng Chúng đóng gạo và bao lát mà Trung ương vừa nhìn thấy đó, rồi chôn xuống đất. Mỗi hố chúng chôn chừng ba bốn chục gạo. Ngụy Trang giống một ngôi mộ chung người chết. Chờ đêm tối là dẫn cộng quân từ trên rừng xuống, khui lên lấy gạo. Rồi cũng về liền trong đêm mà. Có vẻ lãm bị ấm ảnh bởi những thủ đoạn cách làm ma quỷ của cộng quân nên trầm ngâm khá lâu rồi mới hỏi tiếp. Biết vậy, lâu nay đơn vị đại quý bằng sao không chẳng tiếng quản trị ông ông phẳng phất hơi nóng Gió lào của lãm làm đạo hơi rối dạ đâu có trung tướng chúng em vẫn lục rác bắt được liên tục nhưng cũng không nhầm nhò chi ạ dẹp chỗ này địch quân lại chuyển sang chỗ khác hơn nữa người bây giờ không hiểu sao chết dữ dằn quá mồ chôn trắng cả đồng cả bãi nên khó nhận biết thật giả lắm thưa trung tướng Hoàng Xuân Lãm lại im lặng. Có vẻ như trong đầu Lãm đã nảy ra một điều gì đó nhưng Lãm vẫn chưa nói ra. Chốc khoảng trống đó, Đại Quý Hinh tò mò hỏi tiếp. Gạo trong chứa đất thì không mất còn gì Đại Quý? Đâu có đại tá. Hôm đơn vị em khui được một hầm gạo của Cộng quân mới giật mình thấy chúng làm hay thiệt. Hầm gạo y chang một nấm màu sâu độ một mét, ngang tám chục phân, chiều dài hai mét rưỡi, lớp đáy lót ni lông cách đất để chống ẩm ướt rồi xếp chừng ba chục bao cát gạo xuống cuối cùng phủ thêm một lớp ni lông khác lên trên và khóa đất lại làm thế trời có mưa cả tháng cũng không sao ạ à. lãm gật đầu lia lịa cặp lông mày rầm rịch đâm chiêu đại tá hinh và đại tá toàn còn định hỏi gì thêm nhưng hoàng xuân lãm xôi người sang đại quý đạo hỏi tiếp còn tình hình bọn du kích cộng sản Gần đây chúng hoạt động ra sao đại quý? Tướng lãm bất ngờ chuyển sang một tổ chức cộng sản mà bất kỳ người cầm quân nào cũng không thể làm ngờ được. Tầm suy nghĩ của lãm thật không hổ danh. Cuộc chiến mà chính phủ quốc gia Cộng hòa đang đối đầu nói theo cách của những người cộng sản Bắc diệt là cuộc chiến tranh nhân dân toàn diện. Những biểu hiện đang diễn ra trên chiến trường thật phong phú nếu không nói là muôn màu muôn vẻ đối thủ đôi bên đều tỏ ra không nhận bộ sinh động và quy kế khốc liệt và bi hùng vĩ đại nhưng cũng thấp hèn vô cùng tận bức tranh ở đồng bằng đã bớt màu nóng cộng quân đang dựa phần lớn vào đội quân nằm dùng trong đó du kích và bộ đồ địa phương là chủ yếu nước chặt được cánh tay này của địch quân là chặt được một mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai du kích cộng sản không hoạt động táo bạo ban ngày như trước nữa. Chúng gần như chuyển sang hoạt động về ban đêm rồi ạ. À. Du kích thường tổ chức những trận đánh nhỏ vào quân chính phủ, nhưng có mưu đồ rõ ràng là nhằm thu hút lực lượng ta để nghi binh cho các đơn vị hậu cần xuống đồng bằng lấy gạo hoặc quân chủ lực hành quân di chuyển. Cơ sở đâu để đệ quý khẳng định được như vậy? Dạ, đơn vị em đi tuần tra dùng chân núi Hòn Tàu mấy lần chạm trán với hậu cần và chủ lực địch quân xuống đồng bằng lấy gạo. Cũng đúng lúc đó, ở vùng sâu, bọn du kích chúng nổ súng đánh vào mấy chốt quân của chính phủ à. Kiểu đó nhầm nhò chi? Mấy thằng du kích rách đại quyết Làm giả giờ chế giễu coi phản ứng của đại quý đạo. Không, chúng đánh thiệt, thưa trung tướng. Chúng như con ma không nhìn thấy, chủ động đánh rồi biến mất, làm chúng ta rối mù gây cho binh sĩ ta tâm lý hoảng sợ ngược lại chúng lấy được lòng tin của dân chúng thế là lợi hại chứ ạ à? hoàng xuân lãm khẽ mỉm cười tỏ ra hài lòng với những nhận xét của đại Quy đạo đúng là cái nguy hiểm không phải là đánh lớn hay nhỏ mà là tâm lý cán binh và dân chúng bất an sẽ có lợi cho cộng sản nhận định của lãm lâu nay là chính xác chủ lực cộng quân hiện đang trong tình trạng chờ cơ hội lực lượng tình báo của lãm cũng đang săn lùng những tên tuổi lớn như sư đoàn hai của tư lệnh nguyễn chân chỉ huy gần đây cũng bỗng nhiên biến mất mặt trận bún ở tây bắc quảng đà cũng nằm im re chúng đi đâu nếu không phải là địch quân đang gặp khó khăn về khâu hậu cần đúng như đại quý đạo nói gần đây chỉ có những giao tranh lẻ tẻ mà lực lượng chủ yếu là quân du kích và bộ đội địa phương của chúng đại quy có nắm chắc du kích địch quân trong vùng chừng nhiều hay ít dạ mỗi thôn ít nhất có một trung đội các ấp ở sâu dưới vùng đồng bằng do ta truy sát mạnh nên cộng quân đang rất khó khăn phát triển thêm lực lượng hiện nơi chúng có ưu thế nhất là máy ấp sát chân hòn tàu như sơn thượng sơn long sơn thạch ở quận quế sơn dùng dây xuyên máy ấp quanh hòn đen thôn 1, thôn 2 ở xã xuyên trà ở xuyên hiệp, du kích địch quân vẫn hoạt động thường xuyên. Tất cả chúng khi có động đều rút lên hòn tàu à. Tốt, tiếp tục khảo, giết, giết càng nhiều càng tốt. Một câu thưởng Dạ, Thứ Trung Tướng. Toàn Tư lệnh Sư Đoàn 2 từng tham chiến với Cộng quân Bắc Việt ở ngoài Quảng Trị và Thừa Thiên huế Toàn vẫn chưa quên bao phen thoát chết trong từng chân tơ kẻ tóc. Nhưng từ khi về đất Quảng Nam qua các cuộc hành quân, Toàn cũng đã rút ra nhiều kết luận. Tình hình diễn biến hiện nay tại phía nam quân đồng 1, theo Toàn chỉ là sự tạm lắng mà thôi. Chính sách bình định của chính phủ quốc gia tuy có đạt được những kết quả nào đó, nhưng chưa phải là tất cả. Toàn hình dung thế trận hiện tại và những cuộc hành quân rầm rộ của quân chính phủ chẳng khác mấy như người ta cầm chiên đá ném xuống cái ao bèo lớn cuộc chiến này đang diễn ra như thế có chỗ đang cài nhau có chỗ ngày là của quốc gia đêm là của cộng sản sức mạnh bom đạn hoa kỳ cùng với đội quân được trang bị mạnh đến tận răng nhưng cũng chỉ đẩy được cộng quân bật từ vị trí này sang vị trí khác sao thế nhỉ hiện tượng chủ lực cộng quân thời gian gần đây ít hoạt động hơn đúng như đại quý đạo nói du kích chúng cũng thế đã có những thủ đoạn mới khôn ngoan và hoạt động tinh chi. Địch quân luồn lách đánh lẻ, thủ tiêu nhiều người có tinh thần chính nghĩa vì nền Cộng hòa. Một bộ phận dân chúng, ngay cả trong vùng đất do chính phủ làm chủ, xác thì thuộc quốc gia, nhưng hồn là của Cộng sản mất rồi. Mẹ kiếp, mấy thằng cha tâm lý chiến chỉ là đồ ăn hại. Toàn có lúc tức chịu không thấu, cất lời chửi bới búa xua mấy cha chi ngồi phán lời như thánh cùng mấy con ca sĩ ngực to mong lớn hát eo éo những bài quỷ mỹ chẳng thấy cộng quân ngủ đâu nhưng lính của quân chính phủ thì lại rủ mềm như tàu lá chuối vậy có đau không toàn cứ miên man nghĩ về hiện thực rốt cuộc ở vùng này chỉ có sư đoàn của toàn là bị lãnh đủ đại tá lãm hỏi toàn có tôi thưa trung tướng sư đoàn của đại tá nếu hành quân đánh vô điểm này lãm chỉ vào tấm bản đồ quanh vùng chân núi hòn tàu toàn chưa trả lời ngay nhưng đại tá hinh tham mưu trưởng quân đoàn đã nói lời tư lệnh lãm cần xác định khu vực này liệu có quân chủ lực cộng quân để sử dụng lực lượng rất tiếc những thông tin đại quý đạo cung cấp là chưa đủ cụ thể về sư đoàn hai của tư lệnh nguyễn chân nằm ở đâu. Hình như chúng đã có những điều chỉnh. Tôi đề nghị trung tướng, ưu tiên số một của ta là tập trung đến tiêu diệt trung đoàn 31 của địch quân à. Đánh lược đại ta Toàn lên tiếng. Thưa trung tướng, phía sau dãy hoàng tàu là rừng già dạ âm u Tôi nghĩ ở đây có nhiều đơn vị địch quân đóng tại vùng trà khiếp Quảng Nam. Trung đoàn 31 của Cộng quân có thể dẫn hoạt động ở Tây quận Tâm Kỳ và Tiên Phước. Trung đoàn 21 cũng vậy, ta đã mất nhiều công sức nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của chúng đang hoạt động ở hướng nào. Ngoài lực lượng sư đoàn 2, Cộng quân còn có tiểu đoàn đặc công 4 đại 9 và hai tiểu đoàn 71-72 quân địa phương Quảng Nam. Phía Tây Quảng Đà thượng nguồn sông Du Gia, Cộng quân còn có mặt trận 4, tổ chức biên chế lớn ngang với một sư đoàn mạnh mà ta không thể xem nhẹ chúng ạ. À. Hoàng Xuân Lãm chú ý nghe Hinh và Toàn phân tích. Trầm ngâm một lát rồi nói với đại tá Toàn. Đại tá kiểm tra lại thông tin này. Coi có trúng với tin an ninh do Bộ Tổng thống mưu cung cấp không? Theo toa, nếu Trung đoàn 31 Cộng quân còn hoạt động ở khu vực Tây Nam Quảng Nam, thì hướng chúng đột nhập xuống và rút lui sẽ là con đường này. Lãm nói rồi đưa ngón tay ấn mạnh vào dãy núi Hòn Tàu, mặt rạng có dấu chấm đỏ trên tấm bản đồ hành quân đặt giữa bàn của đại quý đạo. Toàn nói tiếp. Thưa Trung tướng, theo tôi trung đoàn 31 của Cộng quân đang ở phía Tây Hòn Tàu là có cơ sở. Tuần trước lữ đoàn 198 binh sĩ Mỹ đi lùng phía Nam Hòn Chiên, gặp địch quân tiêu diệt được một đại đội của chúng, lấy được một cuốn nhật ký của một binh sĩ nên biết chắc tên Cộng quân thuộc lính sư đoàn 2 đang trên đường xuống động bằng lấy gạo à? Lãm à lên một tiếng vẻ phấn chấn. Cây ba tôn lại thụi cục cục xuống nền nhà. Nhớ, nhớ rồi. Có phải họ nghi binh cứ một người Mỹ cẩm một người, rồi trùm âm mưa bí mật đi trong rừng. Đến vị trí chốt, để lại trong trung đội còn một trung đội quay trở về. Cộng quân tưởng quân Mỹ đã rút nên bị trúng bẫy phải không? Toàn cười rạng rỡ. Tôi nên học cách này huấn luyện cho binh sĩ của mình. Tuần đang cười bỗng im bặt như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vì câu móc máy cay độc của Lãm. Thôi vậy. Lãm chậm rãi nói. Nhiệm vụ sắp tới của Đại tá Toàn là năng nề đó. Phải tận dụng thời cơ khi Cộng quân đang khó khăn về tổ chức, về hậu cần mà tiêu diệt. Thảo thiệt gắt. Kế hoạch của Tổng thống ra lệnh phải bình định cấp tốc nông thôn. Ở quân khu 1, lấy quận Đại Lộc và quận Quế Sơn làm điểm. Chính phủ quốc gia trong Tết Mậu Thân bị Cộng quân tiến công bất ngờ, làm tổn thất lớn chính là chúng ta chủ quan, mất cảnh giác, không đánh giá đúng khả năng thực lực của quân địch. Coi thường các con đường tiếp tế chi diện của Cộng sản Bắc Việt và hậu cần tại chỗ của chúng. Lần này, chúng ta quyết không để xảy ra một mậu thân mới nữa. Khảo! tháo thiệt gắt để tiêu diệt chúng. Lãm nói hăng hái, tự như đang đứng trước hàng ngàn người. Hai bên mép lãm sùi bọt trắng lớp như lúc lâm đánh răng buổi sáng quên chùi. Thưa Trung tướng, Đại quý đạo hai tay xoa vào nhau, đầu hơi cú xuống nói, làm hất hàm hỏi. Còn chi? Dạ, Trung tướng nói bất ngờ, em không chuẩn bị được chi, có chút rượu mà Trung tướng. Lãm nhìn Đại Quý Hiền tùy duyên hỏi. Tôi tính sao? Hiền gãi đầu cười tươi đáp. Chủ có ý nhã mời trung tướng, nên làm đi cho Đại Quý vui à. Đại Quý nói vậy thì mời. Chỉ chờ có thế, đào hô rối rít. Mấy người đau cả rồi, rượu. Thì ra, đâu chỉ có rượu. Dù lãm đến bất ngờ không báo trước, nhưng chỉ cần vài phút xuống ấp đồi đồng gánh gặp mấy mẹ buôn sập rượu gian đường, hỏi mua là có ngay. Công tích đó là nhờ viên tiểu đồng phó của đạo, phụ trách cung canh cho binh sĩ rất nhanh nhạy, đã lặng lẽ nói với đám đàn em lo đủ cả rồi. Lần nào cũng thế, trong rượu phải có hoa tươi. Một em xinh đẹp như nàng kiều kéo từ đám phượng hoàng, gọi là cây nhà lá vườn Sản phẩm cũ thời bà Trần Lệ Xuân ngày xưa ra chào quý khách cô gái điệu đàn trong bộ đồ màu đen cắt khéo, làm bật lên từng đường cong da thịt hút hồn. Rượu Na ông Pháp rót ra ly kêu lóc bóc. Lắm khen, thứ này hạp với mô đó nghe. Rồi nâng ly, nứt ực hết nhẵn. Con nai vàng cứ lanh quanh bên lãm, chêm rượu hết lại đầy. Lãm đưa tay, nhón một miếng thịt gà, quay vàng rượm, thả vào miệng, đúng đỉnh nhai nhưng cuộc vui mới được chừng ba chục phút và có tiếng chuông điện thoại reo vang từ phòng bên rồi một viên thiếu quý thường vụ tiểu đoàn biệt động quân chạy vào đứng nghiêm báo cáo thưa trung tướng có máy gọi ạ à? ai dạ đại tá cường hiểu rồi trả lời mo về liền lãm bao giờ cũng cẩn thận trước khi đi có dặn đại tá cường thị trưởng thành đà nẵng nếu có điện của tướng ngô quan trưởng ở Huế gọi vào thì báo ngay cho lãm. Giờ thì Cường gọi, dù còn muốn ngồi thêm chút nữa nhưng lãm không thể kéo dài. Ly cuối mò uống, còn về công việc. Sự chống chánh tan cuộc khiến đại quý đạo chợt buồn, lãm như đọc được ý nghĩa của đạo cười gian. Hẹn lúc khác, nhưng uống nhỏ nhỏ thôi, nhiệm vụ đừng quên đó đại quý. Hoàng Xuân Rãm đánh mắt nhìn em Phượng Hoàng, mặt tươi rối như bông hồng mới nở đứng bên ưỡn bộ ngực căng cứng bốc lửa. Làm thích, nếu như lúc khác, xin sẵn sàng. Lắm mê đàn bà sai đắm, nhưng biết cách kềm chế bản năng. Không xô bồ dồ dập giống như đam mê xì phé, nhưng biết cách chọc cười giảm stress. Ngồi trên máy bay trở về Đà Nẵng, làm nói với cánh thuộc hạ. Thằng Đạo, cô bộ cũng khoái cái bó em bút rồi. Đại Quý Hiền, nhắc hắn kiếm một con may mẩy như con thiên nga vừa rồi mà ôm. Đừng ôm bẫy ôm bả mà hỏng đời đó nghe. Trời đất, ở xứ buồn đất ngập mặt vậy mà cũng có con nai tơ ngon hết sấy. Đại ta Hinh, đại ta Toàn nhìn nhau khẽ chốt mắt. Chỉ có đại quý hiền đồng hương nên mới mạnh mồm dám nói góp chuyện. Bây giờ đố ai còn nói đại quý đạo là người đồng tính nữa rồi. Tiếng máy bay réo phành phạch, chém nát dụng tiếng cười loang ra thành nhiều mảnh ném vào không trung giữa trưa trời nắng hầm hập như đổ lửa rừng chiều nắng tàn rất nhanh cây cối như bị nhuộm một màu xanh thẳm và cảm giác âm u nặng nặng bao trùm đè lên bộ não con người buồn sao xác như chó cắn. Nhưng cũng từ trong cái trạng thái trời đất tưởng như tiệt điệt đó, ở một góc ngoắt ngoại khác, lại như đang bắt đầu hồi sinh một chu trình sống mới. Một khoảnh khắc thiên nhiên rộn ràng hiếm hoi chợt đến. Từng đàn chim rừng cánh đỏ, cánh vàng, xanh, trắng, lao sao hót trong các bụi cây, bờ cỏ sau một ngày kiếm ăn nhọc nhằn chúng bay về tổ ấm ngủ qua đêm. Lá cây cũng đã bắt đầu khép mắt. Hơi thở của trời đất chính là những tiếng ve ồn ào và tiếng côn trùng rỉ rả đang trộn vào nhau, làm náo loạn cả một vùng. Tới lúc trời đổ sương rơi, rừng mới yên tĩnh trở lại. Về mùa mưa, đêm vắng đến rần người, bóng đêm như hụ nút. Những cơn gió thổi ù ù, hú hú lùa vào rừng cây, quất vào vách đá, nghe như trăm nghìn con ngựa chinh chiến khí vang. Tiếng thác lũ tuôn ầm ầm, da đập vào bờ đá, gốc cây như con trăng khổng lồ hung hãn quật mình vào đất. Xen lẫn tiếng nai tác ướt ác cô đơn. Hôm nay cũng vậy, khi tất cả chìm vào bóng tối, tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính đứng ngoài hàng hiên nhìn rừng nhìn đất rất lâu, lòng ngổn ngang bao điều lo âu nhức nhối, rồi qua vào nhà, cầm chiếc rít bô, quẹt lửa chăm đèn. Ánh sáng nhỏ nhoi trong một không gian bao la nặng trịch, khiến nó trở nên mỏng manh đáng sợ. Nhưng với cuộc sống ở rừng, trở nên xa xỉ sang trọng và lung linh kiều diễm biết nhường nào. Ngồi xuống bàn cẩn thận, mở nắp cái túi sách bằng da bò, món hàng viện trợ chiến tranh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Xô Viết gửi tặng. Bản tài liệu tổng hợp kết quả sau một tháng vận tải của toàn tiểu đoàn mà buổi chiều người trợ lý kế hoạch đưa lên xin anh chữ ký để kịp ngày mai kịp gửi lên báo cáo trung đoàn. Nhìn những con số ít ỏi, tính không khỏi lo lắng. Làm sao lại có thể như thế được chứ? Nguyên nhân là gì? Toàn tiểu đoàn cực lực cổng gùi như trâu, như ngựa, cả một tháng ròng mà chỉ được 30 tấn hàng trên tổng số 150 tấn theo kế hoạch được giao. Số lượng còn nhiều, trong khi thời gian lại rất ngắn. Trên thúc giục yêu cầu, chỉ trong vòng hai tháng nữa là phải xong. Vì sao chứ? Lại vì sao nữa rồi? Tiểu đoàn từ ngày thành lập đến nay, chưa lúc nào bết bát như lúc này, phải thừa nhận điều đó ngay cả cuối năm 1967. Khi tiểu đoàn hành quân từ Nam Giang, vượt hàng trăm km đường rừng, gặp gần gian khổ ra tận A Sầu, A Lưới để mở cung đường mới, phục vụ cho tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 68, cặp rập là thế, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngon lành kia mà. Thời gian đó, ở cửa khẩu B-47, máy bay B-52 Mỹ cũng ném bom rải thảm suốt ngày đêm cái cửa khẩu chỉ rộng có vài chục nghìn mét vuông nhưng bị đào xới tới hàng trăm lần không một thân cây nào là không có dấu vết mảnh bom mảnh đạn xuyên cắm vào đó cửa khẩu trở thành cái túi bom trở thành cái rốn tử thần mà ở đó tiểu đoàn của quỳnh tính là người hứng chịu một năm đúng một năm đằng đẳng nhưng là một năm đáng nhớ toàn tiểu đoàn lúc xuất quân ở đồi ông điềm tất bật có 504 người, cả nam lẫn nữ. Rồi một năm sau, qua vào quân số hao hụt, chỉ còn 300. Đau đớn quá, mất mát lớn quá. ấy vậy mà khí thế của tiểu đoàn vẫn bừng bừng, không nao núng, không lùi bước. Hàng từ cửa khẩu B-47 vào chiến trường khu 5, qua đô gia chiến sĩ tiểu đoàn của tính đã góp phần làm nên chiến công, làm nên tiếng gian lớn hồi xuân màu thân năm 1968. Còn bây giờ, đạn bom không bằng như ngoài đó. Mất mát hy sinh không ai hề hấn gì, chỉ có đói, chỉ có thiếu gạo ăn, thiếu thuốc uống mà sa sút thảm hại đến vậy sao? Thưa quý vị và các bạn, tiểu đoàn 77 biệt động quân biên phòng của đại quý đạo được đóng trên một ngọn đồi phía tây thôn một, giáp sông Thu Bồn, còn có các mặt khác giáp ruộng lúa. Đồn được dân chằng chịt nhiều lớp kẽm gai, bốn gốc đặt bốn lô cốt bằng bê tông nửa chìm nửa nổi trên mặt đất và liên kết với nhau bằng hệ thống hầm hào giao thông. Mặt đất của đồn được trồng nhiều loại cây xanh sang sát nhau nên từ xa nhìn vào không thể nào phát hiện được. Cách trung tâm đồn khoảng 300 mét có một cột tháp canh cao giót trên đó lúc nào cũng có lính canh luân phiên thay ca trực. Nghe có tiếng trực thăng đổ giữa sân, đại quý đạo giờ lấy chiếc mũ chạy dội ra và nghiêm chào tướng hoàng xuân lãm hay chị đại tá và chị sĩ quan tùy viên sau giờ dây bố rối đạo lấy lại được bình tĩnh xong vẫn lo lắng về chuyến thăm bất ngờ này kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 3 tiểu thuyết đường đen nước đỏ của nhà văn đỗ chiết nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm mai để hiểu hơn về con người của đại quý đạo là người Quảng Nam, vốn xuất thân từ gia đình. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.